There's a party in the streets and the city's on fire. Xin kính chào quý khán giả đến kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương đang đứng ở bờ sông rất là thơ mộng xinh đẹp của xì phố, và sau lưng là những tòa nhà có ốc cao vật vã dành cho những người sang trọng giàu có, còn chúng ta thì chỉ đi dạo bờ sông cho mát thôi. Hôm nay thì Tiết Cương sẽ trân trọng giới thiệu quý khán giả một chiếc xe rất là dễ thương, độc đáo. Ủa, từ xa thì Tiết Cương đã thấy chiếc xe đó chạy tới rồi. Hello, xin chào bạn Ngọc Thưởng. Ngọc Thưởng đi đâu đó? Em đi ngắm cảnh. Trời ơi, sướng quá, sáng sớm chạy vòng ngắm cảnh. Ngọc Thưởng chạy chiếc xe gì lạ quá ta? Chạy chiếc xe Ambella. Ambella, lần đầu tiên mới nghe quý vị ơi, để chứ cận cảnh vô chiếc xe này đây. Đây, Ambella. Quá độc đáo. Chiếc xe này bao nhiêu phân khối Ngọc Thưởng? Dạ, 110. 110 hả Ngọc Thưởng, chạy chiếc này chạy dữ không? Dữ luôn. Vậy hả? Chạy im lắm luôn. Im lắm hả? Mạnh lắm hả? Thượng đã từng đi tới đâu rồi? Dạ, đi về quê chưa? Quê Long An về rồi nhưng mà Kiên Giang thì chưa. À, Kiên Giang thì chưa, bữa nào là một chuyến về Kiên Giang đi phượt. Còn Long An đi rồi hả? Dạ. Long An chạy dữ không? Dữ, mạnh lắm, chạy dèo dèo luôn á. Dèo dèo luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cận cảnh để xem chiếc Ambella của Ngọc Thượng nó là chiếc xe gì nha. Trân trọng giới thiệu quý khán giả chiếc Ambella. Đây quý vị xem. FE Electronic Fuel Injection, phun xăng điện tử luôn. Và đây chiếc Ambella này là của hãng gì Thưởng? SYM. Wow, Thưởng gần ghê thôi. Đọc tiếng Anh gió SYM. Thì thưa quý vị, đây là một chiếc xe tay ga của hãng SYM. Và Tiết Cương cũng xin hồi ức lại ký ức về cái hiệu xe này. Thưa quý vị, vào những giữa thập niên 90, khoảng năm 95 thì lúc đó người tiêu dùng Việt Nam mình chỉ có những cái sự lựa chọn ít ỏi là có đập thùng của Rim Thái nè, là một số xe nghĩa địa của Nhật như cánh én 78, 81 đèn vuông, và một số xe custom DD thôi, rất là ít sự lựa chọn. Thì lúc đó hãng VMEB là cái tên đầu tiên của SYM này của Đài Loan, họ rất nhanh nhạy và coi như là nhảy bén nắm bắt thị trường Việt Nam rất là tiềm năng, và họ đã cho xuất hiện ra hai dòng xe, đó là Angel 80 và chiếc Magic 100. Đó là lập tức tạo cơn sốt trong người tiêu dùng Việt Nam, bởi vì đó là một chiếc xe đặc thù quý vị, và 80 phân khối giá cả vừa phải, người tiêu dùng Việt Nam mê lắm, mua nhiều lắm. Nó là cái Angel 80, nó là một coi như là một trong, phải nói gọi là một những quyền thoại quý vị. Và sau đó tiếp theo đà đó thì VMEB họ phát triển thêm chiếc Magic là để cạnh tranh với xe Rim quý vị 100, cũng rất là nhiều người bỏ tiền ra mua. Và tiếp đó là họ nâng cấp lên dòng xe mô tô, đó là chiếc Bonus và chiếc Husky. Bonus thì hình dáng của nó hình như Tiết Cương nhớ nó khoảng 125, thì nó khá giống với dòng của lúc đó là cạnh tranh với LA. Nhiều người đúng mới LA mà không có tiền mua nên họ mua Bonus. Và chiếc Husky thì hình dáng nó rất là giống Rebel của Honda. Và khi Bonus và Husky ra đời lập tức dành cho những người yêu xe mô tô phân khối lớn, lúc đó mà kinh tế khó khăn á, mua chạy đó. Lúc đó Tiết Cương nhớ ông thầy Tiết Cương là thầy Công Ninh có chạy mua chiếc Husky nữa như quý vị, chạy cũng rất là đẹp. Và bắt đầu từ những đầu năm 2000 khi những dòng xe sang tay ga của Nhật bắt đầu nhập cảnh vô Việt Nam, thì lúc đó thì Tiết Cương nhớ là hãng VMB bắt đầu họ chuyển tên, họ đổi thành SYM và ra đời chiếc xe Attila, và lập tức gây sốt trong giới chị em phụ nữ, bởi vì lúc đó phụ nữ rất thích xe tay ga có cốp, ngay cả đàn ông nhiều người cũng đi luôn. Thì lúc đó chỉ có sự lựa chọn là Basie và dòng tay ga cao cấp coi như Amok SH, và đi lăng thì rất là mắc. Thì lúc đó Attila ra thì nó vừa tầm với cái thu nhập của người Việt, và lập tức tạo một cơn sốt trong giới trẻ và giới chị em phụ nữ. Chiếc Attila lúc đó ra là coi như là rất là nhiều đời từ những xe đầu tiên. Tiết Cương nhớ một cái rất là vui là lúc đó nhiều người đi Rim quý vị, đi xì bò luôn, bán để mua mua Attila và Novo 1 của hãng
của hãng Yamaha quý vị. Và sau thời gian thì chiếc nếu mà bây giờ những chiếc xe đó còn tồn tại, Nova 1 hay là Attila đời đầu giờ còn tồn tại, bán được chắc chừng 700-800 triệu à, ý là 700-800 ngàn à. Còn Sibo với Rim Thái thì quý vị biết giá trị nó rất là cao. Đó là câu chuyện của người tiêu dùng, làm sao mình biết trước thời cuộc. Thì sau đó thì Tiết Cương nhớ là cái hãng Attila sẽ tồn tại và họ ra rất nhiều mẫu, thêm những cả mẫu sau này họ có Victoria nè, và đời cuối họ là Elizabeth, nó na ná với hãng Piaggio vậy. Cho nên coi như là hãng SYM này đã thống trị trong làng tay ga được khoảng từ năm 2000 tới 2015, là khoảng 15 năm quý vị, biết bao nhiêu xe người tiêu dùng mê. Nhưng bây giờ thì từ khi hãng Honda khoảng 2010 họ ra những cái dòng tay ga tiện dụng Vision, Leaf, SH, SH Model thì SYM bắt đầu dần dần chìm vào quên lãng. Và chiếc xe Abella này là một những chiếc xe đời sau của họ, và kiểu dáng của nó cũng rất là thanh lịch, và nó có vẻ là một chiếc xe nội địa của Đài Loan quý vị. Đó. Thì Tiến Cương sẽ vào cận cảnh chiếc Abella này đó, sau khi hồi ức xong. Quý vị khán giả chắc chắn sẽ có những hoài niệm về Attila một thời gian dở. Cái xe này thì Tiến Cương thấy như nó có mấy màu thưởng. Có màu này với màu đen không? Màu đen hình như có khoảng 2 màu quý vị. Quý vị thấy đầu đèn thiết kế không? Rất là gọn gàng, rất là dễ thương. Và khi bật công tắc lên đây có hệ thống đèn LED rất là đẹp đúng không Thưởng? Bật lên thử ban ngày có thấy không? Thấy không Thưởng? Thấy không? Đó, quý vị thấy đèn LED không? Chỉ lên đoạn này thôi phải không? Đúng. Nghe là xi nhan hả? Xi nhan bật lên. Đó, xi nhan đèn LED hết quý vị ơi. LED hết mà. Đó. Đó, rất là đẹp. Và phía trước quý vị thấy logo SYM làm bằng da này. À, cái kiểu giống như đồ hiệu quý vị, à, giả da rất là đẹp. Giống như những cái option của trong xe Mercedes vậy đó. À, đây là một chiếc màu đỏ bọc đô. Thắng đĩa trước nha quý vị. À, đĩa trước. Xem thử chạy ít quý vị thấy không? Chạy xuống rất là ít. À. Bánh quý vị thấy khá cũng khá to đó quý vị. Đây bánh 12. Bánh 12. Đó. Cái mâm thì quý vị thấy nó rất là gọn gàng, nó nhẹ nhàng nữa, nó không phải là mâm đúc như kiểu những cái xe của hãng Honda, mâm này nó nhẹ nhàng hơn. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ review cái mặt đồng hồ đẹp lắm mấy vị ơi. Đó, để tôi bật lên nè. Chạm maximum 120 nè, dàn đèn đẹp lắm nè. Đó, điện tử luôn nha. Xe thưởng đã chạy 15.315 km. Này xăng hết xăng rồi sao không đổi thưởng? Ủa, cái 12.8 là gì thưởng? Ý, cái 6:56 này là báo giờ phải không? Báo giờ phải không? Ừ, này báo dầu này, còn cái gì vậy? Mấy cái đèn này trên này báo gì vậy thử? Đèn á, bên mặt đèn là nó báo á. Mặt đèn báo. Này báo xăng nữa vậy. Đó, à, này báo xi nhan. Đó, báo xi nhan pha cốt đồ quý vị. Đó. Được cái xe này tiện dụng cái quý vị thấy không? Xăng đổ đây nè, bật xăng sao thử? Bật cho lên coi. Bật lên. Bật xăng. Bật xăng này. Nhấn đó. Vô gì? Nhấn vô. Mình bật qua. Bật qua. Đó, rất là tiện, khỏi phải mở cốp ha. Đổ đầy bình nhiêu tiền thử? Bình trăm mấy. Trăm mấy, trời gì nhiều á? Không tới đâu. Thiệt mà. Thiệt hả? Ừ. Ở đây thì có cái móc đây rất là tiện quý vị. Đó, để móc đèn thử, móc cái vỏ. Mình gấp vô luôn. Rồi. Ở đây có cái cốp nhỏ để thử để bao tay nè. Rồi, bật yên ở đây luôn. Yên đây luôn. Ủa cái này khóa gì vậy? Mới bấm nút này khóa gì vậy? Cái này là khóa cái nắp xăng. À hay ha. Ờ thử bật cốp lên đi. Bật từ đây luôn phải không? Dạ. Trời ơi, cốp bự dữ thưởng. Cốp đây hết luôn cái yên mà. Hết cái yên luôn, đúng rồi. Cái cốp như vậy luôn á. Cái cốp này là đổ được để được hai cái nón bảo hiểm nhỏ thường ha. Để hai cái luôn. À. 10 ký gạo. 10 ký gạo. Rồi để nắp lại. Có thông số gì đó, toàn bộ là chữ của Trung Quốc không quý vị.
xe của Đài Loan mình. Bên này tiếng Anh, bên này tiếng Trung. Vậy hả? Bên này tiếng Anh nè. Ồ, hổ gặm dữ thần luôn. Có mấy gì thông số. Yên bề nghe khá rộng á hả? Rồi quý vị thiết kế yên không? Có hai da nè. Cái tay cầm. Cái phần yên sau này anh thấy nó, cái phần này anh thấy nó khá giống với của Piaggio nha Hưởng. Nó hơi to này, nó dáng ngồi trang Piaggio. Ừ, dáng ngồi rất là giống thử. À, ngồi bè ra rất là giống thử, nó rất là giống Piaggio. Cuộc thì có một bên hả quý vị ơi. Cuộc một bên. Cuộc một bên. Đây máy đây. Máy 110 logo SYM Abella, ở đây là Boe. Xe Phượng đã chống tắt máy không ta? Không hả? Này cái chân chống này tiện nó nhấn cái ga này. Cái đó gắt chân. Đá chống không có tắt máy ha. Không có cái, ở đây nó không có cái báo nè. Này đây họ chế này ra để dở lên đừng có dập vô nè. Cái sàn để đồ chở rộng không Hưởng? Rộng lắm. Rộng lắm hả? Dạ. Ở đây có mắt mèo Mino quý vị ơi. Nằm ngay đó luôn. Rồi, qua đây sẽ cận cảnh để xem. Ủa nãy gì trời? Nãy gì Hưởng? Có chữ tiếng Anh luôn kìa. Hưởng không dịch, đi xe trải nghiệm quá lâu mà không chịu dịch cho ta nghe. Đây này chắc để dưới này bình nữa quý vị ơi. Dạ, bình sạc. Sạc sao biết? Rồi đây. Chúng ta sẽ nhìn cái bô má bô ở ngoài. Ở đây có ghi chữ hot. Cái bàn tay để vô là nóng anh Hưởng. Dạ. Nóng lắm á. Đừng để vô không. Đó, có cái bộ bảo hộ cái cổ bô đó quý vị. Quý vị thấy cổ bô sao Hưởng thấy còn mới không? Ít chạy này, này quạt gió nè. Thâm nhớt quý vị thấy không? Cộng rất là dài. Mở ra dễ lắm. Các bạn. Rồi cái phần về sau trắng bùn anh thấy nó thấp gì là hết, như chạy xe nó không có bị văng hết Hưởng. Không bị văng. Người ngồi sau không bị văng lên chân. Quá tiện luôn Hưởng, quá tiện luôn. Rồi. Hai đèn xi nhan sau nè, đèn xe lái sau. Đẹp hết. Đây có Mino nè. Rất là đẹp. Rồi. Và tổng thể chiếc cương thấy chiếc xe nhìn nó Hưởng thấy sao? Thấy đẹp ra. Đẹp hả Hưởng? Em thích chiếc xe này không? Dạ thích. Nó nhỏ gọn, nó dễ thương. Rồi. Và chiếc xe của Ngọc Hưởng thì có thể chạy lại chiếc tàu kia không? Dạ chạy nhanh hơn chứ. Sao nhanh hơn được? Tàu với sông chạy chậm lắm. Không dám đâu, nhìn vậy chứ nhanh lắm á. Tại vì cái tàu mà chạy xong thôi, bây giờ ví dụ cái xe mà đem xuống dưới sông thì em chạy lại chứ chiếc tàu. Trời ơi, cái tàu đem lên bờ cũng đâu chạy được chiếc xe. Trời ơi, Hưởng là làm khớm luôn. Đấy quý vị thấy không? Thiết kế kính chiếu hậu rất là đẹp và cũng rất là thể thao. Cũng hai chia làm hai phần nha quý vị. Đây bóng, đây nhám nè. Đây họ thiết kế xe này thì Cương thấy rất là hài hòa, rất là đẹp. Phụ nữ đi cũng rất là dễ thương. Dễ nhỏ. Xe Hưởng sao bị chạy rồi nè. Tại em bị cọ quẹt. Vậy hả? Dạ, đụng em. Hưởng chạy bị ta đụng luôn. Không sao. Để Cương nổ máy thử anh thử. Nên cũng rất là ít hao xăng. Thường em đổ 50 ngàn chạy được mấy ngày Hưởng? Chạy vòng vòng lần từng á anh. Trời ơi, chạy cả tuần lễ luôn hả? Dạ. Rồi, bây giờ sẽ Ngọc Hưởng sẽ lên xe để trải nghiệm nha. Tiếp Cương chạy thử coi. Tiếp Cương trải nghiệm đi, em chạy hoài mà. Mà cái ngồi thì họ
thoải mái lắm, cái chân mình để thoải mái. Thoải mái lắm. Mà nó rộng mà. Cổ cao em ngồi cái lưng không có bị khùng ha. Đúng rồi. Thưa quý vị, đây là một chiếc xe mà Ngọc Hưởng cảm thấy rất là tâm đắc. Và hôm nay thì Đức Cương cũng giới thiệu về chiếc xe này thêm một sự lựa chọn cho những vị khán giả nào không thích những cái dòng xe mà mình chạy đụng hàng, bởi vì chiếc xe này chạy ngoài đường rất là ít người thấy á Thượng. Dạ đúng rồi. Ít người chạy quý vị. Ta hỏi em bộ đi xe điện hả con? Nhiều người ta tưởng là xe điện quý vị, nhưng mà thật sự ra đây là một chiếc xe tay ga của hãng SQM. Và một sự lựa chọn quý vị, thì Đức Cương thấy xe này mà trong hãng á, bây giờ mà đời cao nhất bây giờ giá nó không có cao quý vị, tầm khoảng hình như nó là 30, 31, 32 triệu gì một chiếc quý vị. Thì đó cũng một sự lựa chọn dành cho các bạn nữ. Ngoài những cái dòng xe phổ thông của Honda, của Yamaha, của Suzuki, thì Đức Cương nghĩ chiếc Abella này cũng là một lựa chọn phù hợp cho các bạn có thu nhập thấp nhưng mà thích đi những dòng xe độc lạ. Rồi. Bây giờ Ngọc Hưởng sẽ tiếp tục vi vu chiếc xe này trên những cung đường của xì phố.